Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo hoàn thành mặt bằng giai đoạn 1 dự án Cảng hàng không Sapa theo kế hoạch của tỉnh, huyện Bảo Yên đã phát động chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thi đua hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Cảng hàng không Sapa với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch dự án và bàn giao đất tái định cư cho người dân tại nơi ở mới. Cũng như nhiều gia đình khác, hộ bà Hoàng Thị Hoa, thôn Còn Một, xã Cam Còn nay đã có cuộc sống ổn định ở khu tái định cư mới. Cuộc sống giải rác ở những thôn bản treo leo nơi rừng núi, bà con giờ đã tập trung thành khu dân cư đông đúc với đầy đủ các công trình dân sinh. Là nhờ nhà nước có cung cấp điện với cấp đất cho gia đình chúng tôi đấy. Bây giờ đã được ra ngoài đường cái ở rồi, được mà xây được các căn nhà căn cử này thì gia đình cũng được là mừng quá rồi đấy. về phấn khởi và cũng chân thành cảm ơn với nhà nước thôi. Khu tái định cư cảng hàng không Lào Cai có tổng mức đầu tư gần 430 tỷ đồng, quy mô hơn 144 ha, chia làm hai giai đoạn. Trong quá trình thi công, nhiều hạng mục hạ tầng chưa đảm bảo tiến độ, nên một bộ phận người dân chưa giao đất. Trước thực trạng đó, các ngành chức năng cùng với huyện Bảo Yên tập trung kiểm tra đôn đốc, thao gỡ khó khăn, yêu cầu các nhà thầu thực hiện đúng cam kết. Chúng tôi thì rất là cứng quyết nếu nhà thầu nào mà không đáp ứng được tiến độ, không đáp ứng được chất lượng, không đáp ứng được máy móc thiết bị thi công thì sẵn sàng và bổ sung hoặc thay thế nhà thầu để làm cơ sở để triển khai ngoài hiện trường đáp ứng được tiến độ đề ra. Trong cái quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng có nhiều cái biện pháp để đẩy nhanh tiến độ. Thứ nhất là cũng đôn đốc nhà thầu là sau khi mà tăng ca kíp lên để thực hiện san tạo mặt bằng đến hiện nay thì với cái mặt bằng mà để tái định cư ấy, thì hiện nay chúng tôi với 800 hơn 800 lô đất giao đất tại định cư thì hiện nay chúng tôi đã thực hiện được uh, trên 80%. Thông qua chiến dịch 90 ngày đêm thi đua hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cảng hàng không Sapa, huyện Bảo Yên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung thao gỡ vướng mắc, để nhanh tiến độ thi công, đảm bảo bàn ra mặt bằng sạch để triển khai xây dựng dự án đối với cảng hàng không Sapa giai đoạn 1 với 290 ha đã cơ bản hoàn thành xong. Bây giờ chỉ còn có một số hộ là chưa nhận tái định cư do điều kiện hạ tầng nó chưa đầy đủ và một số các điều kiện pháp lý chưa đầy đủ nên chúng tôi chưa giao tái định cư. Bằng quyết tâm chính trị cao, huyện Bảo Yên đang nỗ lực ở mức cao nhất làm tốt trách nhiệm của địa phương có công trình trọng điểm trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.